từ Jakarta đi Bandung. Chúng tôi chọn phương tiện xe lửa vì đây sẽ là dịp để khám phá vùng cao nguyên đảo Sava với những cung đường uốn lượn theo sườn núi cùng những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp tương tự như miền Tây Bắc Việt Nam. Nhân đây, chúng tôi cũng sẽ thu thập tư liệu cho chương trình giới thiệu về hệ thống xe lửa tại Indonesia. Thủ đô Jakarta có 3 ga xe lửa. Nếu ga Kota ở khu phố cổ Batavia mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong một tập phim trước đây, và ga Pasasenen chỉ là những ga trung chuyển các chuyến đường sắt nội thành, thì Gambir là nhà ga chính của Jakarta với các tuyến đường nối các thành phố lớn trên đảo Java. Java cũng là nơi có mạng lưới đường sắt phát triển nhất của Indonesia. Về nội dung này, chúng tôi xin dành lại trong một tập phim sau. Ga xe lửa Gambir có kiến trúc khá đẹp. Đó là một tòa nhà 2 tầng nằm ở phía đông quảng trường Merdeka. Ga được xây dựng vào năm 1884 với tên gọi đầu tiên là Wetherden. Năm 1937, ga được đổi tên thành Batavia Koningsplein. Và sau khi Indonesia giành độc lập vào năm 1945, ga được đổi tên thành ga Gambir như ngày nay. Khai thác tuyến đường sắt Gambir Bandung có nhiều hãng tàu với khung giờ chạy khác nhau. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc ghi hình, chúng tôi chọn tàu Argo Parahyangan với chuyến đi khởi hành lúc 9 giờ. Dù xuất phát từ rất sớm, song nạn tắc đường tại Jakarta vẫn khiến chúng tôi đến nhà ga khá muộn. May thay, còn kịp giờ tàu chạy. Khoang executive của tàu khá rộng rãi, có cả máy điều hòa nhiệt độ. Theo lịch trình, tàu rời ga Gambir lúc 9 giờ 15 và sẽ đến Bandung lúc 12 giờ 20 phút. Trên tàu có khá nhiều chỗ vẫn còn trống, song tàu sẽ ghé lại các ga dọc đường để đón thêm khách. Rời thủ đô Jakarta nhộn nhịp và sôi động, tàu lướt qua các vùng nông thôn ở ngoại thành với cảnh vật không khác mấy so với miền quê ở Việt Nam. Đó là những cánh đồng lúa xen lẫn với mái ngói thấp thoáng ven đường tàu, khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở giữa đồng bằng sông Cửu Long thân yêu. Mặc dù thời gian tàu chạy mất hơn 3 giờ, nhưng với giá vé 80.000 rupi Indonesia, tức khoảng 190.000 đồng Việt Nam, khách đi tàu sẽ không được phục vụ bữa trưa, mà phải mua suất cơm do tàu phục vụ với giá 22.000 rupi. Đến khu vực có ruộng bậc thang, chúng tôi biết đã tới vùng cao nguyên đảo Java của Indonesia. Bandung, điểm đến của chúng tôi trong chuyến đi này, thuộc tỉnh Đông Java, là thành phố lớn thứ ba tại Indonesia.
Tàu đến ga Bandung muộn hơn 20 phút so với dự kiến. Nhà ga Bandung rất sạch sẽ và được quy hoạch bố trí rất hợp lý. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Bandung là thành phố này có rất nhiều cây xanh với không khí mát mẻ trong lành, tương tự như ở Đà Lạt, Tam Đảo hay Bà Nà của Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu vì Bandung có độ cao gần 800 mét so với mực nước biển. Được biết, Bandung là thành phố có khí hậu mát mẻ nhất Indonesia. Thấp thoáng sau những hàng cây râm mát là những biệt thự xinh xắn với lối kiến trúc thuộc địa mang dấu ấn Pháp và Hà Lan. Chính vì vậy, Bandung từng được xem là Paris của Sava. Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi ít phút, chúng tôi lập tức đi xem chiếc cầu dây văng Pasupati, được xem là biểu tượng của thành phố. Cầu Pasupati bắc qua sông Sikabundung được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2001 và hoàn thành 4 năm sau đó với kinh phí xây dựng sắp xỉ 278 tỷ ruby, tương đương với 23 triệu đô la Mỹ và do chính phủ Kuwait viện trợ. Cầu dài 2.147 mét, rộng 21,53 mét là chiếc cầu có độ dài xếp thứ hai sau cầu Suramadu tại Đông Java. Từ trên cầu Pasupati nhìn xuống, thành phố Bandung trải dài tích tắp với những mái ngói đỏ xen lẫn những ngôi nhà cao tầng. Thành phố này có diện tích trên 167 km vuông với dân số khoảng 7,4 triệu người. Là thành phố lớn thứ ba tại Indonesia sau Jakarta, Surabaya và là thủ phủ của tỉnh Đông Java, một trong năm tỉnh trên đảo Java. Bandung gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng đối với khu vực và thế giới. Năm 1955, tại ngôi nhà này đã diễn ra hội nghị Á Phi lần thứ nhất với sự chủ trì của Tổng thống Sue Kanoe và sự tham dự của lãnh đạo 29 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc hai châu lục Á Phi. Năm 2005, Bandung một lần nữa vinh dự đăng cai hội nghị thượng đỉnh này. Tòa nhà nơi diễn ra hội nghị lần đầu tiên trở thành bảo tàng, thu hút đông đảo người dân thành phố thường xuyên đến thăm. Lúc chúng tôi ghé qua, có nhiều sinh viên ngành kiến trúc đang ngồi phác họa lại tòa nhà trong giờ học ngoại khóa của mình. Các em học sinh trung học cũng bận rộn với việc chụp ảnh tòa nhà để tham dự một cuộc thi ảnh do nhà trường tổ chức. Em là Akba Karonia Budi, 15 tuổi, học sinh trường trung học số 13 Bandung. Em yêu thành phố của mình vì tại đây có phong cảnh đẹp, người dân thân thiện. Em nghĩ Bandung là thành phố tuyệt vời nhất tại Indonesia. Nếu có dịp, em sẽ mời du khách cùng đi với em thăm các công trình lịch sử. Em sẽ hướng dẫn cho họ về thành phố của mình. Em là Kajadi Rusmanda, 15 tuổi, học sinh trường trung học số 13 Bandung. Em yêu thành phố của mình vì tại đây có phong cảnh đẹp, người dân thân thiện. Em nghĩ Bandung là thành phố tuyệt vời nhất tại Indonesia. Nếu có dịp, em sẽ mời du khách cùng đi với em thăm các công trình lịch sử. Em sẽ hướng dẫn cho họ về thành phố của mình. Bandung là một trung tâm giáo dục lớn của Indonesia với nhiều trường đại học. Trong đó nổi bật nhất là Học viện Công nghệ Bandung, được thành lập từ năm 1920. Bên cạnh đó là các trường đại học Pasajaran, Đại học Sư phạm Indonesia, Đại học Hồi giáo Nhà nước Sunan Gunung, Học viện Công nghệ Viễn thông, Đại học Bách khoa Nhà nước Bandung,
với hàng chục ngàn sinh viên trong nước và nhiều quốc gia khác trên thế giới theo học. Cùng nằm trên con đường Á Phi, cách bảo tàng hội nghị Á Phi không xa là Thánh đường Hồi giáo Bandung. Thánh đường được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1812 theo phong cách kiến trúc Sundan Java, sau đó được tái thiết từ năm 2001 đến năm 2003. Thánh đường có đủ chỗ cho hàng ngàn tín đồ Hồi giáo cùng cầu nguyện. Không những nổi tiếng là một trung tâm du lịch và giáo dục lớn, Bandung còn là một trung tâm công nghiệp của Indonesia với hai ngành sản xuất chủ yếu là may mặc và giày dép. Đặc biệt khi đến thăm thành phố này, bất kỳ du khách nào cũng đều ghé qua con đường thời trang Siam Palace. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, một nhóm nhà thiết kế thời trang tại Bandung đã mở các cửa hàng quần áo trên đường Siam Palace để thỏa mãn niềm say mê sáng tạo của mình. Dần dà về sau, con đường ngày càng phát triển, trở thành con đường mua sắm như ngày nay. Đêm về khuya, Bandung trở nên lạnh hơn, nhưng không khí náo nhiệt của một thành phố du lịch dường như không hề dừng lại. Chúng tôi bị quyến rũ bởi mùi thơm từ khu vực bán thức ăn đêm của Bandung nằm gần đó. Ẩm thực tại thành phố cao nguyên này rất đa dạng. Vừa có những món ăn bình dân theo phong cách địa phương, vừa có những món hợp khẩu vị cho du khách đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Những món ăn phổ biến nhất là bakso tahu, thịt hấp với đậu hũ, ăn kèm với tương xay có trộn lạc, mie coco, phở bò kèm với giá, các loại thức ăn nướng hoặc nasi timben, gạo hấp bánh ăn với rau, tofu tempi, gà chiên tương ớt. Tất cả như hòa quyện lại để Bandung xứng đáng trở thành một thành phố quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa cùng ekip ký sự truyền hình khám phá đất nước vạn đảo. Tập tiếp theo vào ngày mai, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những điểm đến hấp dẫn tại Bandung. Đó là núi lửa Tangkuban Perahu, suối nước nóng Siater, dương trà và làng hoa Sihideung cùng chợ hoa tại Jakarta. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.